Ha, cái vương miện này không động vào được rồi. Vậy thì mình sẽ lấy đi báu vật quý giá khác của hoàng gia. Đấy là cô công chúa này. Ôi, cái gì cũng được, nhưng mà chuyện này làm phép màu đây sao? Gì vậy? Con gái mình đâu rồi? Con bé bị lạc mất rồi. Dậy đi nào. Hoàng tử nhỏ à, trời đã trưa lắm rồi. Hả? Nhiều đường sao? Ôi trời. Tiền đây, mua cái gì đó mà con muốn ăn đi. Được, cảm ơn mẹ. Mọi người ghé thăm gian hàng của mình đi nào. Mình có rất nhiều món đồ xinh đẹp đó nha. Ôi, bệ hạ, người có hứng thú với món đồ nào không ạ? Người làm sao có được chiếc dây chuyền này vậy? Con không biết, con có từ lúc sinh ra rồi. Đó là từ mẹ ruột của con, người mà con chưa bao giờ nhìn thấy. Con gái của ta, ta tìm được con rồi. Cảm ơn, nhưng mà không đâu. Xin lỗi con nha, để ta giải thích. Dây chuyền này là một phần của gia đình chúng ta. Ta là mẹ ruột của con đây. Con đã bị bắt cóc đi, nhưng giờ con đã quay về rồi. Công chúa của ta, ta đã rất buồn trong suốt nhiều năm qua. Cuối cùng gia đình ta đã đoàn tụ rồi. Khoan, đợi con gói ghém đồ đạc đã. Ok, con xong rồi, đi thôi nào. Con trai à, nhìn ai trở về này. Là em gái con đó. Cái gì? Anh trai. Hôi quá đi. Đừng có nhăn mặt nữa Leo à. Đây là cuộc hội ngộ gia đình mình. Ôm em gái con đi. Được thôi mẹ à. Có anh trai là mong ước cả đời của con đó. Anh trai à. Con gái à, đây là phòng tắm. Con sẽ tắm sữa ở đây nha. Cái này ngó bộ thú vị ha. Ý là mình phải làm gì với nó đây? Để mẹ chỉ cho, baby. Đây là vòi sen. Cứu với. Ow. Jenna, tôi cần giúp. Sao tôi tắm cho con bé đây? Tôi nghĩ là mình biết. Tắm là chuyện nhỏ thôi đúng không? Vui ghê. Tiếp theo, mẹ sẽ làm tóc cho con. Chải trước nha. Con không thích làm vậy đâu. Jenna, tôi không tự làm được. Giúp một tay với. Kéo đi. Đơn giản. Đừng bận tâm, tin tôi, cô ấy sẽ ổn và trở lại bình thường ngay thôi. Cảm ơn nha. Quyến rũ ra rồi đấy. Make up nha. Tuyệt vời. Giờ mình sang phòng thay đồ. Con xong chưa? Con khoái bộ này quá đi. U là trời, công chúa ai lại mặc vậy chứ? Sao ạ? À? Nó vừa mà. Lại thêm thử thách rồi đây. Mẹ thấy bộ váy này thế nào? Chà, giống cái chuông vậy. Mà khoan, mẹ đã mặc chiếc váy này rồi. Vậy còn cái này thì sao? Wow, xuất sắc ghê. 10 điểm không có nhưng. Con cũng thích cái này. Cảm ơn mẹ nha. Mẹ ơi, con nên thắt cà vạt nào đây? Cá thối hay là băng keo? Con trai, con bị say nắng hay sao vậy? Chẳng vui chút nào đâu. Thay ra. Thôi cái trò ngu ngốc lại đi. Con yêu à, làm gì đó? Không đâu, con chúa không cần giặt đồ ở hồ bơi đâu con à. Con bắt được một em ốc sên nè. Em gái, em giặt giúp anh bộ đồ này với được không? Cảm ơn em. Không phải vậy. Bỏ đồ xuống đi nào. Công chúa không được cư xử như vậy đâu. Con không cần phải giặt đồ trong hồ bơi đâu. Đi nào. Bỏ tay ra khỏi tay đi nào. Quý cô Grace sẽ dạy cho Kheya cư xử như một công chúa thực thụ chứ. Tất nhiên rồi bệ hạ. Xin chào Kheya. Hãy bắt đầu với cách bước đi nha. Đặt sách lên và bước đi nào. Cổ của em vẫn chưa sẵn sàng để làm việc này đâu. Đi nào công chúa ơi, cố lên. Làm tốt lắm. Cô sẽ gọi đó là cách đi của Quasimodo. Đẩy vai ra sau. Đánh hông đi nào. Wow, mình hiểu rồi. Mình té rồi. Hay lắm công chúa Kheya à. Em đã không còn ngã nữa. Bây giờ em đã làm được rồi.
em đi vệ sinh được không ạ? Ồ, mình đúng là giáo viên xuất sắc mà. Con bé tỏa sáng rồi. Không, chỉ còn một cách mà thôi. Không di chuyển khi không cần thiết, không nói chuyện, nhìn cô này và nhúng đầu gối. Hết thuốc chữa rồi, mình bỏ cuộc đi. Thưa các vị khách quý, để tôi giới thiệu những người thừa kế cho mọi người nha. Hoàng tử Leo và công chúa Kheya, xin chào. Xuống sân khấu đi, đồ vụn về. Hoàng tử Leo, vỗ tay nào. Tôi sinh ra cùng thanh kiếm trong tay. Chúng ta đã cùng nhau tham gia những trận chiến kinh điển, tiêu diệt kẻ thù bằng một nhát duy nhất. Quá tàn nhẫn. Đỉnh quá đi, hoàng tử. Hoàng hô. Đủ rồi, mau xuống đi. Đi đi. Phần hấp dẫn nhất đây nè. Mũ của tôi lố quá rồi đấy. Bực cả mình à. Đừng lo lắng, tôi sẽ bù đắp ngay. Kheya, lên sân khấu đi. Chào quý vị, tôi xin phép góp bài hát. Còn tôi đấy. Thôi nào, la la la. Xuất sắc quá con gái, đúng là trời ban mà. Mẹ đang quay nè, hát to lên con. Let it go. Em gái à, đã nghĩ ra sẽ mặc gì vào tiệc chiêu đãi hoàng tộc chưa? Anh đã nghĩ ra cả đống ý tưởng cho em này, nghĩ đi. Em chọn cái nào trước, rút một cái đi. Thế này sao, anh chắc chứ? Bộ váy hoàng gia sẽ trông như thế này này. Chà, mọi người sẽ được gặp gỡ con gái của ta, công chúa Kheya. Con yêu à, cô mặc cái gì vậy? Em biết là anh đang đùa với em à, Leo. Bình tĩnh nào, cô mặc cái này lên nha. Ổn hơn chưa ạ? Xem em ấy kìa, như trò đùa ấy. Con xấu hổ chết mất thôi, đừng cười nữa. Làm ơn đi mà. Con yêu à, mình chẳng phù hợp chút nào. Con yêu à, đừng khóc mà con. Nhìn này, mẹ mặc giống con nè. Và không ai dám cười nhạo nữ hoàng đâu. Mẹ yêu con nhiều lắm. Và anh nữa, chúng ta là một gia đình. Không đùa nữa nha. Chúng tôi đang bán kho báu hoàng gia đây. Tới mua đi, đại hạ giá đây. Vương miện giảm 50%. Ui, cái vương miện này trông đẹp đó chứ. Tôi trả cô 50.000. Đưa đi, giờ là của tôi. Ôi không, mình nghèo kiết xác rồi. Anh đây. Ui, kiếp đất tệ quá. Em yêu, anh tới rồi, cùng về nhà thôi. Mẹ à, gã này là ai? Mẹ biết ông ta à? Ừ, đó là vua của yêu tinh, bà của các con. Xin lỗi nha, vương miện không bán nữa rồi. 50.000 của cô đây. Cô sẽ quay lại làm hoàng hậu. Sao thế em yêu? Chúng tôi từng bị trục xuất khỏi cung điện, nhưng giờ lại trở thành hoàng hậu rồi. Đợi con với. Không, anh sẽ lại làm đứa con trong gia đình hoàng gia duy nhất. Chờ chút, còn con thì sao? Để quên con rồi nè. Chà, để xem tất cả đồ đạc có giá trị vào vị trí chưa. Bộ giáp, đây. Ngai vàng, ok, mang lên lầu đi. Vương miện, tuyệt, treo nó ở giá treo mũ ấy. Vương miện chắc chắn của mình rồi. Leo, mẹ sẽ lấy vương miện. Con đi gọi Kheya đi. Kheya, vào đi con yêu. Ui, đây là quả trứng phe bê rê hoàng gia mà. Mang lên lầu. Leo, con đâu rồi? Đây thưa mẹ. Vào đi con yêu. Trở lại nhà mình thật là tốt. Con cũng muốn về nhà mà. Thả tôi ra. Tiếng gì vậy? Chắc nghe lộn thôi. Mình phải tạo ra thứ gì đó để thay thế Kheya. Có ý này rồi.
Nằm xuống đi Kaya, em sẽ phủ chăn lên cho chị. Các con, sao giờ này vẫn ngủ hả? Dậy thôi nào, bữa sáng xong rồi. Ôi mẹ, nhìn đây, có một bài báo về xu hướng hoàng gia. Mẹ đọc đi. Hả? Tóc giả bây giờ lại là xu thế sao? Cũng thú vị đấy. Rồi thế chị, vẫn thiếu thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái đầu. Được rồi. Ôi, để em một mình đi. Chỉ cần thêm mắt nè Kaya. Giờ đây sẽ là công chúa Kaya nha. Ôi, đầu nổ rồi. Gì vậy Leo? Sao con dám? Anh yêu, phải làm gì đi chứ? Mình cần tìm ra công chúa mất tích. Hả? Ôi, đồng xu. Đây nữa nè, mình thích tiền xu. Vàng rồng, may mắn thật. Thành công. Ôi không, đây là đâu? Trong tù sao? Thả tôi ra đi. Ở đây không được dọn dẹp lâu rồi, toàn là bụi bặm và mạng nhện. Gì đây nhỉ? Wow, chiếc hộp chất lượng cao. Mình biết phải làm gì với nó rồi. Thêm cái nữa nè. Nền móng của tháp đã xong. Bìa cứng sao? Hên ghê. Mình sẽ cắt bỏ phần thừa. Xong rồi, tòa tháp đã có mái. Khi bạn có băng keo, bạn có thể vừa cố định vừa trang trí tường. Oh yeah. Trong rương giấu gì vậy? Cánh cổng. Nó có thể là mái nhà. Và lá cờ. Mình đã có lâu đài riêng rồi nè. Chiếc thảm êm có đi. Mê xỉu. Chiếc rương còn nhiều thứ khác nữa nè. Giờ mình đã có bàn và đèn. Và cứ vậy, chiếc rương biến thành chiếc giường tuyệt vời. Chưa bao giờ mình phấn khởi đến vậy. Công chúa bị mất tích. Vô ích thôi. Vứt hết đi là xong. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đây là thùng đựng đồ nhựa. Cái này mới dành cho giấy. Thì sao? Phân loại rác của cậu đi. Được thôi. Giấy sang thùng giấy. Giỏi lắm. Đi đi. Ai cũng làm phiền mình trong lúc mình làm việc hết. Thêm chiếc gối và mình sẽ được đọc câu chuyện cổ tích hay nhất. Hoàng tử hôn công chúa và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Mình ở đâu thế này? Ôi công chúa ơi. Giời ạ, thật điên rồ. Nhưng mình phải đánh thức cô ấy dậy. Không được, không dễ hôn đâu. Giờ thì trông thật thú vị. Công chúa ơi, chắc chắn cô sẽ thích. Selfie nào. Hả? Hả? Gì đấy? Biến đi, tôi đang ngủ, cậu không thấy sao? Mình sẽ tìm hết các phòng trong lâu đài. Mà cái nào là chìa khóa tháp đây? Jenna, để tôi lo vụ này cho. Quá phiền phức với cô nhỉ.
Sơ sài vậy. Này, đồ ăn trưa tới này. Có đó không? Ra đi, đừng trốn nữa. Cũng không có ở đây. Ôi trời, công chúa trốn mất rồi. Thôi toan, tiêu đời mình. Họ sẽ tống mình vào tù mất. Cái gì vậy? Phải ra khỏi đây thôi. Ai làm ồn thế? Hả? Ôi, cháu. Mình cũng đang đói. Cửa đã được mở. Mình sẽ lấy ít đồ rồi chuồn thôi. Mình phải tìm ra em ấy. Áp phích đâu rồi nhỉ? Đây, cuối cùng cũng tìm ra. Cậu trời giúp đỡ mình. Cậu dán gấp ba luôn hay sao vậy? Rồi ai sẽ dọn đây? Ao. Gì vậy? Tứ tung hết. Đợi chút, là mình. Họ đang cố tìm mình. Thật may mắn. Phải sửa sang lại tóc này. Không thì không ai nhận ra đâu. Lộng lẫy. Nhìn nè. Là tôi đó. Tôi đây. Thôi nào. Hở. Gì đây? Hỏng cả bức ảnh rồi. Tôi nè, nhìn đi. Tôi đi, rất an toàn. Ai muốn 1 triệu đô nào? Thôi nào, chú ý tới tôi đi. Tôi đây. Này, bỏ cái mặt ra đi. Ui, tờ thông báo. Kia là... Ừ, đúng là tôi. Các con rắn kia kìa, trên vai. Cơm muối. Anh yêu, anh có thật sự nghiêm túc không vậy? Lại còn tổ chức vòng sơ tuyển tìm công chúa Khaya nữa. Thử giày đi nào cưng. Mình nhớ ngón chân Khaya thò ra cơ. Không, không phải. Tiếp theo. Đây, ăn chút đi. Mầm, ngon một cách tinh tế. Không, Khaya chẳng bao giờ xài dao nĩa. Khaya và tôi ăn dơ như heo ấy. Đồ giả mạo. Tạm biệt. Thế giới này đầy rẫy kẻ đáng nghi, cưng à. Thừa nhận đi, cô không phải công chúa Khaya. Rồi, bà thắng, chẳng có vấn đề gì hết. Còn đây, Khaya thật đây. Đủ rồi, các người là đồ dối trá. Ai cũng làm tổn thương trái tim ba má tôi hết, đồ giả tạo. Đợi chút, con có mặt dây chuyền gia đình, con là Khaya thật, thấy không? Đúng rồi, anh yêu, chính là con mình, em hạnh phúc quá đi. Cả gia đình hoàng gia giờ ở đây. Con trai, vương quốc này sẽ thuộc về con sớm thôi. Good ha, vương quốc này cũng là của con. Gì vậy, ba, má, con không chịu đâu à. Gì, Khaya có trí tưởng tượng phong phú đó. Một người cai trị sáng tạo là những thứ vương quốc này cần. Các con, ba mẹ cần phải đi dự hội thảo hoàng gia. Các con lên nắm quyền. Đây là danh sách việc cần làm hôm nay. Trông chừng chị con nha. Mẹ, ba, bye bye. Hả? Chị à, hôm nay là ngày may mắn của chị. Việc cần làm đây. Hả? Bắt đầu đi. Em lên lầu chơi đi. Chị phải làm hết chỗ này. Được rồi. Mệt quá đi. Xin chào, ta là mẹ tiên đỡ đầu của con đây. Muốn đi dự tiệc không? Hở, người ta vừa mới dọn sạch sẽ đấy. Ta chỉ muốn giúp thôi mà. Bà sẽ được nhận. Hả? Tuyệt. Mẹ, ba, con làm xong hết rồi. Ngoan quá,
còn rất đáng tin đó con trai. Một hoàng tử thực thụ. Chúng tôi rất cần giúp đỡ. Mẹ tiên đỡ đầu ơi, ta đây nè. Lũ trẻ nhà mình cần chuẩn bị cho lễ đăng quang. Hả? Được rồi, ra khỏi đi. Giờ ta là người nắm quyền rồi, mấy nhóc. Bài học về thần thái sang chảnh. Leo, kính người. Khaya, tiếp tục đi. Wow, thật là tuyệt vời. Ủa, alo. La la la. Ồ, đồng nát. Nhặt lên kiểu gì đây? Cẩn thận. Yêu, mình đẹp, mình có quyền. Chúng mình cần học cách chơi bản quốc ca của vương quốc mình. Tốt lắm Khaya, em rất có năng khiếu. Mình thích Pop It. Học trò xuất sắc của ta. Môn toán. Lời giải của phương trình này là gì? Mình nhớ ngày trước mình làm rồi. Bánh mì hả? Mình lấy trước mà. Nhưng thùng rác này là của mình. Trả lại đây. Không đâu. Chờ chút, để mình xử cho. Vì có hai người chọn mình mà có một ổ bánh mì thôi. Chúng mình sẽ chia ra. Thế thì mỗi người được một nửa cái. Chúc ngon miệng nha bạn. Để con tính, con biết đáp án rồi. Bằng 10. Sao cái gì cũng biết hết trơn vậy? Tốt lắm Khaya. Con là một học sinh xuất sắc. Con là một học sinh tệ Leo à. Làm nhanh lên đi. Nó sắp bung ra rồi ạ. Hình như ai đó đã ăn quá nhiều bánh brownie rồi. Đủ rồi, không cho phép snack trong cung điện nữa. Hai người không được vào. Sao vậy? Luật mới. Ta là hoàng tử đấy. Sao ngươi dám? Ta sẽ nộp đơn khiếu nại. Vẫn không được nha. Không có kẹo làm sao mà sống được đây? Lần này là chuyện gì đây? Cô ta không cho tụi con vào. Nói ngắn gọn, xem chiếc đồng hồ này nè. Hiệu quả rồi. Vào đi. Đứng yên. Nếu như... Đừng cười nữa. Bây giờ tôi sẽ trông chừng hai người. Xin chào, chúng tôi muốn đưa con đi dạo xung quanh. Đáng yêu quá đi, tôi bế một chút nha. Tụi tôi không ngờ đến chuyện này. Ui, sao hai người dám? Giận lấy nè, bém. Này, bệ hạ à, hoàng gia không thích hợp với những thứ này đâu. Nhưng mà ta vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Ta sẽ tạo ra một ký phép thuật và kiểm tra thử. Rồi sao? Bà chỉ thay đổi cho tôi vậy thôi sao? Kế hoạch hay đó. Nhìn đi. Trông hài ghê. Mình trông y hệt như mẫu hậu luôn. Ai cần quan tâm kim cương chứ? Chỉ cần kẹo lollipop là đủ. Thưa nữ hoàng, mời vào ạ. À, tên đó là ai? Kẻ mạo danh à? Ta mới là nữ hoàng thực sự. Thật quá đáng. Lính đâu? Bắt cô ta đi. Sao người dám đặt câu hỏi cho ta chứ? Điên rồi sao? Phấn ma thuật sẽ giải quyết được chuyện này. À hả? Đồ đáng ghét. Ừ, lũ trẻ thật đáng yêu. Đứng lại. Đứng lại ngay. Chúng tôi không có kẹo đâu. Được thôi, để xem có đúng là vậy không. Không cần chối. Vậy bà nói không có gì sao? Hay nhỉ, anh bảo cách này thành công cơ đấy. Được vào rồi. Chúng tôi phải đi rồi. Bye. Trông có vẻ lần này cặp song sinh đã chuẩn bị đầy đủ để đi buôn kẹo lậu rồi. Em cũng nghĩ như thế sao? Chúng ta nên chụp selfie. Cười nào. Ah.
À, không, làm ơn, hãy để chúng biến mất đi. Tôi hứa sẽ tử tế và hiền lành hơn. Ồ, em không thể cười nổi nữa rồi. Rời khỏi đây thôi. Gì? Lũ quỷ đi rồi ư? Yêu, tạ ơn trời. Leo, Leo, nhìn kìa. Hãy xăm hình đi. Em trước. Không, là anh. Ơ kìa. Đưa nó cho em ngay. Hai đứa khùng sao? Nữ hoàng sẽ chặt đầu ta mất. Chúng là thật à? Bình tĩnh nào, chỉ là sô-cô-la thôi. Đến lượt em. Nhanh lên Leo. Hãy đổ đầy mực nào. Xong rồi nè, nhìn đẹp ha. Phải thử mới được. Liếm ngón tay. Ồ, xin chào. Wow, quẩy lên nào. Đến cả hình xăm cũng như nhau nè. Hiu, anh không thể nhảy nổi nữa rồi. Em cũng vậy. Dập tay nào. Này. Cái gì đây? Nutella sao? Xem kìa, Kanye West bị hủy hợp đồng kìa. Ờ hả, vậy sao? Chạy. Ta-da, một cái bánh. Wow, chúng ta nên lấy gì cắt nó đây? Ai biết? Em biết nè. Chỉ cần khay già. Chúng ta có thể mượn rìu của lính gác. Chúng ta sẽ cắt nó và trả lại ngay lập tức. Ừ hử, được đó. Giật mạnh và chạy. Họ quay lại rồi. Yeah. Ăn thôi. À hả. Là cô ấy. Trốn vào hầm trú ẩn đi. Tấn công. Nhận lấy nè. Chúng ta cắt nó ra đi. Khoan đã. Cầm đi. Hay da. Hình như chưa chín. Tôi quá mệt mỏi với hai người rồi. Tôi sẽ tiêu diệt hai người. Ồ. Ôi không. Xin hãy tha cho tôi đi mà. Xin người. Ta phong tước cho ngươi và trao cho ngươi tước hiệu cao quý nhất của vương quốc này. Cảm ơn người ạ. Mẹ đã ốm lại rồi. Chiếc váy đã vừa rồi nè. Các con có thể ăn kẹo rồi. Rồi thì hoàng tử sẽ thấy con và yêu con. Tránh đường cho gia đình hoàng gia. Cậu ta không có cơ hội đâu. Chuyện gì vậy? Ôi, ai đây? Jenna, làm sao vậy? Là Pokemon. Ôi trời, nếu báo chí phát hiện ra thì sao? Đến đây, cẩn thận đấy. Ngồi đây. Chúng ta phải làm sao đây? Không biết nữa, dậy đi. Mình đang ở đâu? Chào mừng đến với cung điện. Giờ con đã có gia đình mới. Ta là mẹ nuôi của con. Ôi, tuyệt quá đi. Mùi nặng thật. Đưa đây, có người cần hơn đấy. Ôi, giờ mình sống trong cung điện rồi. Con nên tắm là vừa rồi. Không, con ghét nước lắm. Đừng cãi nữa. Em phải sạch sẽ. Wow, là bồn tắm bắp rang. Đúng món mình thích rồi. Chúng ta phải rửa tinh Pokemon này trong lúc có thể thôi. Sao việc gì bẩn cũng đến tay mình vậy? Bắp rang. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Bữa trưa, con đói lắm rồi. Chào mẹ. Con à, xem con kìa. Thẳng lưng lên nào. Sang lên con. Ồ, có donut này. Vào miệng một phút sẽ thành mỡ bụng cả đời đấy. Con phải giữ dáng.
Đi, ăn trái cây đi. Một quả nho ư? Thép ăn của con đâu cả rồi? Có dao và nĩa đây mà. Đây mẹ, xem Pokemon này. Ngon quá đi, nên ăn gì tiếp đi. Không công bằng chút nào.